cùng chào đón 10 thí sinh trẻ trung và tài năng của bước nhảy ngàn cân. Nga Nguyễn, nhà thiết kế Đặng Kế. Thầy giáo vật lý Lộc Vượng. Diễn viên kịch nói Huy Trang. Em út khổng lồ Văn Thao. Hot girl nhạc kịch Tố Tố. Anh chàng đẹp trai Thái Sơn. Cô đưa dạy trẻ Mai Trang. Anh chàng đăng ký Xuân Lộc. Cô gái duyên dáng Ngỡ Ngàng. Cùng cựu vận động viên judo Ngọc Khánh. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, đồng hành với nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thành. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, Dance Your Fat Off. Mời Phạm Vương ra sân khấu. Chắc chết. Sao đẹp dữ vậy cưng? Em nghe ở đâu có từ muốn xỉu. Muốn xỉu rồi, nãy giờ đứng kế em muốn xỉu rồi nè. Bây giờ em có thể di chuyển vài bước Latin cho mọi người xem được không? Music. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ hứa hẹn một ngày nào đó sẽ có một bài nhảy với Trấn Thành với Phạm Vương. Vâng,